Xin chào, chào mừng mọi người tới với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel VN và chuỗi bài tập yoga dành cho người lớn tuổi. Mình là Thương Bình, người sẽ hướng dẫn tất cả các bài tập ở trong chuỗi bài tập này. Video clip này là video clip đầu tiên của chuỗi bài tập yoga này, nhằm mục đích là giới thiệu sơ lược về yoga, các lợi ích của yoga và các dụng cụ phải mua khi mà để mà tập chuỗi động tác này. Yoga mang lại rất nhiều lợi ích cho người cao tuổi, và đặc biệt là nếu tập yoga thường xuyên sẽ giúp cải thiện lại sức khỏe, tăng sự dẻo dai, giảm thiểu tình trạng mất ngủ, tình trạng đột quỵ hay là đau nhức xương khớp. Đặc biệt là sẽ giúp cho tinh thần luôn vui vẻ và thoải mái. Vậy thì để tập chuỗi động tác này, mình cần phải chuẩn bị những gì? Thứ nhất là mình cần chuẩn bị thảm yoga. Bất cứ loại thảm nào đều được, nhưng chú ý là nên mua loại thảm dày một chút, bề chiều dày của thảm nên dày một chút xíu và êm hơn để khi mà chống tay hay là chống đầu gối thì không bị đau. Đây là thảm tập yoga. Cái thứ hai là cục gạch tập yoga. Cục gạch này làm bằng xốp và khá là nhẹ. Thì cục gạch này nhằm giúp cho mọi người có thể vào thế được sâu hơn và nâng đỡ mọi người trong một số động tác mà mọi người không thể chạm tay được xuống đất hay là không thể gác được chân lên, thì mình sử dụng cục lốc này. Vật dụng thứ ba là dây tập yoga. Dây này nhằm mục đích cũng như cục lốc là vào thế sâu hơn, giữ chân hay là giữ tay lại để vào động tác dễ hơn. Và người đồng hành trong chuỗi bài tập này đó là mẹ mình 67 tuổi và chưa bao giờ tập yoga. Thì mẹ mình đang rất là hào hứng muốn thử xem là sau chuỗi bài tập yoga này thì tình trạng sức khỏe và thể lực sẽ thay đổi như thế nào, sẽ chiều hướng tích cực ra sao. Nào mọi người hãy chuẩn bị dụng cụ và sẵn sàng tinh thần cho ngày mai tập buổi tập đầu tiên nha. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại vào bài tập đầu tiên vào ngày mai.